bắp hướng về Thủ Đức, Biên Hòa vậy. Sáng ngày thứ bảy 21 tháng 10 2017, trời Sài Gòn đang chuyển mưa vậy, nắng nhẹ, nhiệt độ giờ khoảng 29 độ C. Qua cầu Rạch Lăng này chị. Cầu vượt đi bộ á, cho người ta băng qua băng lại qua đường. Rồi chuẩn bị qua cầu Bình Lợi cái gì. Qua sông Sài Gòn rồi, như thấy ha. Đi máy bay đó. Đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất thì sẽ thấy được cái cầu cặp đôi màu đỏ này nè, cầu Bình Lợi. Đó là ranh giới giữa Bình Thạnh, Gò Vấp với lại bên kia là Thủ Đức. Thấy cầu Bình Triệu, quốc lộ 13 đó vậy, bán đảo Thanh Đa đó, đằng sau cái cầu đó. Rồi xong cái gì, qua đây là địa phận Thủ Đức này. Bên phải phía dưới là quốc lộ 13 vậy, bên phải là vô ngã tư Hàng Xanh á, còn bên trái là đi về Bình Dương về Lấy Thiêu, còn đi lên nữa là đến Bình Long An Lộc cái gì, đến Trân Thành á, quốc lộ 13 về Lộc Ninh á.
cái ngày xưa là cá sấu hoa cà đó vậy. Công viên Sài Gòn Water Park á. Qua đây có thấy có dễ chuyển mưa nhiều hơn cái gì đó. Hết nắng luôn rồi. Cầu Gò Dưa đây. À, đây có cái cống đập chống triều cường. Đây thuộc phường Linh Đông, Thủ Đức nha quý vị. Vô chợ Thủ Đức chợ gì xem. Đây là đường Kha Vạn Cân cái gì? Phường Linh Đông Thủ Đức. Ngày xưa chưa có cái đường Phạm Văn Đồng là mình đi Thủ Đức là đi đường này nữa vậy. À, bên phải là đường về Cát Lái, về xa lộ Biên Hòa. Hy vọng là trời không mưa như vậy để quay clip ha.
Ok, thank you. See you quý vị clip tiếp theo nha. Goodbye.